Biệt đội Easy là ai? Đó chính là Rastamouse, Stretchy và Zuma. Nhiệm vụ của họ là gì? Là khám phá những câu chuyện bí ẩn xảy ra trong thị trấn chuột. Also known as the Easy Crew. Crime fighters, they're very special agents playing reggae when the work is true. Give it up, give it up. Ai gặp khó khăn gì, hãy gọi ngay cho Biệt đội Easy. Các em nhỏ say mê các vụ án ly kỳ, hãy đón xem bộ phim Bộ 3 tháng tử chuột ngay nhé.